Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh mình nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ là sáng rồi các bạn. Lúc khuya 3 giờ mấy thì mình đã thu hoạch hai cái táo này rồi. Cho nên bây giờ nó ghi là còn 20 tiếng nữa mình mới khai thác lại. Thời điểm đó thì mình quên quay video lại cho bạn xem. Còn hiện tại bây giờ là chuồng gà của mình là còn 55 phút. Vườn nông sản của mình cũng còn 55 phút thì lát nữa mà thu hoạch đó thì mình sẽ quay cho bạn cách thu hoạch nha, và mình sẽ xem được mình thu hoạch hết cái nông sản bên này thì sẽ được bao nhiêu tiền. Ở đây thì mình có hai ô đất đỏ rồi nè, đó còn hết ở đây là 46 ô đất đất thường. Mua đất thường thì khi mà mình thu hoạch xuống là giá của nông sản sẽ là 8.000 đây, và khi thu hoạch là 12.000 thì nó sẽ lãi để cho mình là 4.000 trong vòng 10 tiếng. Thì một ngày mình sẽ trồng được hai lần thu hoạch, còn dư ra 4 tiếng sẽ ra ngày hôm sau. Tại vì một ngày có 24 tiếng mà mình sẽ thu hoạch trong 20 tiếng hai lần. Đó. Rồi ở đây thì mình đã nâng cấp lên miếng đất đỏ này là 2 miếng, thì mỗi miếng này là mình nâng cấp là 1.600.000 tiền vàng nha các bạn. Thì cái luật nâng cấp ở đây là gì? Mình sẽ mở phun hết tất cả 48 miếng đất thường. Rồi sau đó thì mình mới tiếp tục nâng lên đất đỏ. Lên đất đỏ rồi đây mình cho các bạn xem đất. Nâng cấp nè các bạn. Miếng đất thường nè, 40.000 400.000 vàng một miếng. Thì mình sẽ nâng lên hết thì mình mới được nâng lên đất đỏ, và đất đỏ mà nâng lên hết 48 miếng thì mình sẽ lên được mảnh đất đen. Mà mảnh đất đen lên là 3.800.000 một mảnh nữa các bạn, phải nâng hết 48 mảnh luôn thì mình sẽ lên được đất vàng. Sau khi nâng đất vàng có giá 5.500.000 vàng á thì mình sẽ nâng lên là mảnh đất thạch anh tím có giá là 10.500.000 vàng. Và sau khi nâng được 48 miếng đất tím á thì mình sẽ qua được miếng đất Sophia này. Rất là cao, lợi nhuận rất là cao. Có giá là 30 triệu một miếng. Đó thì phần trăm của nó lên tối đa của nó là 15.000%, rất là cao luôn nha các bạn. Đây. Vào cửa tiệm. Đây là miếng đất thường, 8.000 thu hoạch 12.000 lời 4.000. Miếng đất đỏ là 15.000 thu hoạch 35.000 là lời 20.000. Miếng đất nó là đất đen các bạn ạ. 20.000 thu hoạch 80.000 lời 60.000. Miếng đất vàng là con 30.000. Đây, bắp cải ngọc thu hoạch là 150.000. Mình lại 120.000 luôn các bạn. Đất tím là để dùng trồng con cóc thì mình lại tới 240.000. Và đây là siêu lợi nhuận đó các bạn. Đất thần tài 50.000, mình lại tới 650.000, lời 600.000. Full được cái miếng đất này rất có giá trị nha các bạn. Mới vào thì các bạn cứ chơi thử cho biết, thì các bạn cứ nuôi từng miếng, nhưng mà sau khi các bạn thấy được cái hay, cái lợi nhuận của nó thì các bạn có thể đầu tư 100.000 cũng được, 200.000 cũng được. Có người ở đây nông trại đây các bạn, người ta đầu đầu tư đến full cái này là 207 triệu nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem. Hết luôn, miếng đất thần tài hết 48 miếng. Bò 12 con, gà 2 chuồng, táo là 12 cây. Là 207 triệu, một ngày sẽ thu nhập về 5 triệu. Thì trong vòng 40 mấy ngày, sẽ mình sẽ thu hồi vốn các bạn ạ. Đó. Thì các bạn nào muốn tải game thì hãy bấm vào phần mô tả rồi bấm vào đường link để tải game nha các bạn. Mình có để đường link tải game ở dưới phần mô tả của mình. Mỗi ngày thì cứ tới giờ, ví dụ như cái này tới giờ là mình cứ vào thu hoạch xong rồi mình trồng lại cái mới để mà tiếp tục làm cho nó một quy trình cứ tuần hoàn quay vòng rồi
Khi mà mình đủ tiền á thì đã ra chỗ rút tiền cho mình cho các bạn xem nha. Nè, cứ đủ 100 ngàn là mình sẽ rút được, 50 ngàn là mình sẽ rút được. Đây hồi sáng mình mới rút rồi. 100 ngàn rồi, chắc lên bất cứ bao nhiêu cũng rút được, nhưng mà tối thiểu là 50 ngàn và đi bước nha các bạn, 50, 50, 50, 50 đi lên chứ không có 60, 70. Đây là sáng mình mới rút rồi các bạn nè, 3 giờ sáng rồi. Ngày 2 tháng 4 nè. Ủa ngày ngày 4 tháng 2 nữa các bạn. 150 ngàn. Rất là thơm luôn nha. Một công việc quá là nhàn rỗi luôn. Rồi đây ở đây các bạn có thể đi cướp nè. Bạn nào muốn đi nhanh á thì các bạn cứ nạp tiền và mua cái con game này, nó đang rất là uy tín luôn, được rất là nhiều người đang chơi. Ở đây các bạn thấy không, đây mà một số 1 trên 100 là 10 người, mình đi đến hết cái này luôn á thì sẽ là 1.000 người, nhưng mà sau đó còn rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều nữa. Hiện tại theo mình biết bây giờ thành viên của cái game này hình như là đang tới là 300 mấy chục ngàn người rồi các bạn, đang tham gia, có rất là nhiều server trên thế giới luôn, 15 nước đang chơi và Việt Nam cũng là một trong số 15 nước đang chơi. Hiện tại ra game rất là uy tín. Thì lát nữa mình sẽ quay cho các bạn một cái video thu hoạch mẫu để cho các bạn xem nha. Xin chào các bạn.